Theo đúng lộ trình thì đến cuối năm nay tất cả các bệnh viện trên cả nước phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thay vì mang theo tiền mặt đi khám chữa bệnh thì người dân có thể sử dụng hình thức thanh toán điện tử. Tuy nhiên hiện tại thì rất nhiều bệnh viện tại Khánh Hòa đều gặp khó khăn trong việc triển khai phương thức thanh toán này. Được trang bị 6 năm nay, nhưng chiếc máy quẹt thẻ POS dùng để thanh toán viện phí này thường xuyên bị bỏ không. Đa số người dân, đặc biệt là những người lớn tuổi, đều không biết hoặc lo sợ xảy ra sự cố khi thanh toán viện phí bằng cách quẹt thẻ. Sau 6 năm, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt gần 2% so với tổng mức thanh toán. Quẹt thẻ không biết có được nhiều tiền rồi mất hết nhiều rồi còn nhiều nữa, thà mình bỏ tiền trong túi, mình biết được là mình còn bao nhiêu, mình hết bao nhiêu. Trái ngược với tâm lý lo lắng của một số người, vẫn có những người ủng hộ dịch vụ thanh toán viện phí bằng điện tử, không dùng tiền mặt trong bệnh viện. Mình rất thích cái việc đó, mua sắm hay tất cả đều mình thích là dùng thẻ. Đi thanh toán viện phí nè, mình không biết bao nhiêu tiền. Thì mình cũng hy vọng là ở đây có quẹt thẻ để mình lấy thẻ mình quẹt cho nó thuận tiện, khỏi bọc tiền. Phải thông báo thông tin hoặc là có một cái bản giống hoặc là rơi dán nè. Thanh toán thẻ là lợi ích như thế nào? Bệnh viện bây giờ nó đang cái nhiều người ăn trộm, ăn cắp đồ á. Nhiều khi nên là mình quẹt thẻ nhanh mà bảo đảm an toàn mình nữa. Nguyên nhân là do phần lớn người dân đều có thói quen sử dụng tiền mặt, chưa quen với các giao dịch điện tử. Việc kết nối giữa phần mềm ngân hàng, các trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn, chưa đồng bộ. Ngoài ra, phí thanh toán các giao dịch điện tử không dùng tiền mặt còn cao, mà bệnh viện chưa có cơ chế và nguồn để chi trả nguồn phí này. Cán bộ công nhân viên phải hiểu không thu tiền mặt nó sẽ có nhiều lợi ích. Thứ hai, về thu phí chúng tôi sẽ phối hợp với các ngân hàng coi lại chúng ta các cái thẻ chúng ta có phổ biến hay chưa, thẻ đó tích hợp với phần mềm quản lý bệnh viện được hay chưa. Để có phân ra hai nguồn, khi chúng ta phân đó, là một cái đường hành lang dành cho bệnh nhân thu viện phí theo cổ truyền là tiền mặt, và một nơi sẽ thu không có thu chung mà một đường riêng sẽ thu không tiền mặt. Như vậy là khi có lợi ích, họ hàng ngày họ thấy ta thu không tiền mặt nó lợi hơn, thì người ta sẽ bỏ cái thói quen trả tiền bằng tiền mặt. Trung bình, một bệnh nhân khi xếp hàng chờ thanh toán viện phí mất khoảng 30 phút, nhưng vào những lúc đông họ phải chờ cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên với nhiều lý do, hình thức thanh toán này lại đang có nguy cơ xếp vào một góc.